Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, 2 năm kể từ khi bùng phát xung đột với Nga ở Ukraine, nhiều người vợ đã trở thành quá phụ, cha mẹ ngóng chờ những đứa con trai bị bắt làm tù binh, các lớp học trống không và nhiều nơi không còn nông dân trồng trọt. Cuộc sống của người dân nơi đây đã thực sự thay đổi rất nhiều. Ngay tại làng Lozuvatka, cách tiền tuyến khoảng 100 km, khắp nơi đều có dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột kéo dài 2 năm đã làm thay đổi bộ mặt Ukraine nghiêm trọng thế nào. Alona Onichuk, đến thăm nghĩa trang của làng Lozuvatka vào một ngày mùa đông tuyệt rơi, nơi chồng của cô an nghỉ ở đó cùng mười binh sĩ khác trong một khu vực mới có tên gọi là hẻm anh hùng. Onitchuk chia sẻ với Reuters: "Chúng tôi không ngờ sẽ có nhiều người phải ngã xuống như vậy. Các khu chôn cất tương tự đã xuất hiện trên khắp Ukraine là minh chứng cho cuộc giao tranh khốc liệt hiện đã bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có hồi kết. Giao tranh ở tiền tuyến phía đông và phía nam Ukraine." cách xa khu định cư với khoảng 6.800 dân ở miền trung đất nước này song người dân của làng vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc. Onitsuk đã bỏ việc ở một cửa hàng tạp hóa khi mang thai đứa con gái và quá trình làm việc mới càng trở nên khó khăn hơn do trường mẫu giáo địa phương đã đóng cửa. Mọi trường học ở Lozuvatka, cách thủ đô Kiev khoảng 350 km về phía đông nam, đều phải tạm dừng hoạt động. Hệ thống hầm tránh bom của các cơ sở này không đủ lớn để chứa tất cả học sinh trong trường hợp xảy ra không kích. Mặc dù các vụ tấn công trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga vào Lozuvatka rất hiếm khi xảy ra, nhưng ngôi làng nằm gần thị trấn sản xuất thép trọng điểm Kariviri, nơi thường xuyên bị tập kích, dẫn đến còi báo động vang rền ở các khu vực xung quanh. Ngoài những người thiệt mạng, còn có những người mất tích. Các quan chức Ukraine thống kê khoảng 8.000 người, bao gồm cả dân thường và binh sĩ, đã bị phía nga bắt giữ làm tù binh trong xung đột. Khoảng 3.000 người, hầu hết là quân nhân, đã được phóng thích trong hàng chục cuộc trao đổi tù binh. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn gia đình đang ngóng đợi số phận của những người thân bị bắt giữ. Trong số đó có hai cư dân Luhovatska là Tetiana Terleska và Yuri Terleski. Cậu con trai Dennis, 29 tuổi của họ, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia từ năm 2021, đã bị bắt khi đang chiến đấu ở thành phố cảng Mariupol, phía đông nam Ukraine vào tháng 5 năm 2022. Bà Terleska phát biểu tại một cuộc biểu tình của hàng chục người ở Kriviri nhằm yêu cầu chính phủ Ukraine làm tất cả những gì có thể để giải cứu các tù binh. Chúng tôi muốn chứng tỏ không ai quên họ. Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh vì họ như họ đã chiến đấu vì chúng tôi tại một trang trại lớn ở địa phương. Ông chủ Alexander Vazinchenko đã phải để những nhân viên thiết yếu tham gia lực lượng vũ trang. Ông lo ngại sẽ sớm có thêm nhiều người nữa rời đi. Trong khi các máy móc cần thiết để thu hoạch hoa hướng dương, lúa mì và lúa mạch sẽ bị hỏng. Theo chính quyền địa phương, hơn 1 phần 3 số lao động nông trại lành nghề ở Vatka đã được huy động vào quân ngũ. Điều đó cho thấy tác động của xung đột đối với ngành nông nghiệp, xương sống của nền kinh tế Ukraine. Tại làng Vatka, cặp vợ chồng trẻ Anastasia và Oleksandr Korobchenko đang sống trong một ngôi nhà do bạn bè tìm giúp sau khi họ phải rời bỏ quê hương. Họ nằm trong số 3,7 triệu người Ukraine phải đi sơ tán trong nước để tránh giao tranh. Mặc dù gia đình Korobchenko đã tìm được việc làm ở Luzuvatka, nhưng họ vẫn chưa muốn sinh con vì không biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai. Thời điểm này, chính phủ Ukraine đang bế tắc trong việc tìm cách huy động thêm 450.000 đến 500.000 người khác tham gia quân ngũ. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết công dân nước ngoài giờ đây có thể gia nhập vệ binh quốc gia Ukraine giữa lúc Kiev hy vọng sẽ củng cố lực lượng vũ trang cho xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong một tuyên bố, người nước ngoài và người không quốc tịch có thể gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine kể từ ngày 21 tháng 2. Ở Ukraine hiện quan niệm chiến đấu tới cùng để giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã lọt vào tay quân đội Nga vẫn đang rất phổ biến, bất chấp đối thủ được trang bị tốt hơn, trong bối cảnh sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đang bị đình trệ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hiện nay tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược chiếm 95%, trong khi thành phần hải quân trong bộ ba hạt nhân đã đạt gần như 100%. Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon mới và việc thử nghiệm các hệ thống tấn công khác cũng sắp hoàn thiện. Theo ông Putin, năng lực mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Nga sẽ đảm bảo cho an ninh và tự do của nước này. Ông cho hay, việc nâng cao năng lực tác chiến là một trong những ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga. Cuối năm ngoái, lãnh đạo Nga cho rằng trước tình hình toàn cầu hiện nay và sự xuất hiện của những rủi ro quân sự chính trị mới, bộ ba hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng chiến lược giữa các cường quốc trên thế giới và vai trò này ngày càng gia tăng. Khoảng 15 hệ thống phóng tên lửa hạt nhân JAS và Avangard sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Tổng thống Putin cho hay các hoạt động của NATO nhìn chung tăng mạnh và các lực lượng Mỹ gồm máy bay đã được triển khai tới biên giới Nga ông cũng nhấn mạnh phương tây tiếp tục tiến hành chiến tranh tổng hợp nhằm vào nga tích cực cung cấp cho ukraine thông tin tình báo theo giờ thực cử cố vấn quân sự và gửi vũ khí hiện đại tới nước này bộ ba gian đe hạt nhân gồm icbm phóng từ mặt đất tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm slbm và máy bay mang vũ khí hạt nhân duy trì ba trụ cột hạt nhân giúp hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược bị xóa sổ trong đòn phủ đầu đảm bảo khả năng tấn công trả đũa và năng lực gian đe hạt nhân đáng tin cậy hiện có bốn nước sở hữu bộ ba gian đe hạt nhân gồm nga mỹ trung quốc và ấn độ mặt khác về hoạt động quân sự tại ukraine tổng thống putin cho biết lực lượng vũ trang nga nắm quyền chủ động trong khu vực xung đột và đang làm mọi thứ cần thiết ông chủ điện kremlin nhận xét đánh giá tình hình hiện tại trên thực địa tôi có thể tự tin nói rằng quân đội nga đang giành được thế chủ động về cơ bản chúng tôi đang làm những gì cần thiết tổng thống nga nhấn mạnh những lời tung hô về khả năng bất khả xâm phạm của thiết bị quân sự phương tây đã được làm sáng tỏ trong cuộc xung đột hiện nay xung đột nga ukraine kéo dài và trở thành cuộc chiến tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở mỹ và các quốc gia phương tây viện trợ cho kiev slovakia thông báo ngừng viện trợ cho ukraine nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa nga và ukraine phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Cụ thể, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 22 tháng 2, một cuộc xung đột hạt nhân bùng phát vô tình, không chú ý, có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tất cả những vấn đề xung quanh Ukraine đều cần xem xét kỹ lưỡng, nếu một trong những chiếc máy bay F-16 được vận chuyển từ quốc gia NATO trong nhiệm vụ hỗ trợ Ukraine, điều đó có nghĩa là gì? Đó là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Theo ông Medvedev, máy bay F-16 có thể là tác nhân dẫn đến nguy cơ một cuộc xung đột như vậy, đồng thời lưu ý rằng Kiev đang muốn sở hữu loại máy bay này dù không có đủ cơ sở hạ tầng vận hành chúng. Các quan chức Nga trước đó cũng cảnh báo rằng việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine sẽ gây ra nhiều vấn đề vì đây là dòng máy bay có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga từng cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong khoảng thời gian chưa đến 3 tuần. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng tuyên bố Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại Viên về kiểm soát vũ khí và an ninh quân sự, cũng cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng các căn cứ không quân của NATO để xuất kích các máy bay chiến đấu nhằm chống lại Nga. Theo ông Medvedev, mâu thuẫn giữa Nga với Mỹ và các đồng minh không căng thẳng đến mức buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân. Dù vậy, ông cho rằng tình hình hiện tại đã tệ hơn cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh tự do châu Âu vừa qua rằng, không thể nói chính xác khi nào chuyển F16 vì đó là một vấn đề nan giải. Tất cả chúng tôi đều muốn F16 đến Ukraine càng sớm càng tốt. Tất nhiên, phi công càng được đào tạo tốt thì F16 sẽ càng hoạt động hiệu quả hơn và không chỉ các phi công mà còn cả việc bảo trì kỹ thuật, nhân sự và tất cả các hệ thống hỗ trợ cần sẵn sàng. Theo ông Stoltenberg, NATO cần lắng nghe các chuyên gia quân sự về thời điểm chính xác khi nào sẵn sàng hoặc khi nào các đồng minh bắt đầu gửi và giao F-16 cho Ukraine. Khi được hỏi liệu các máy bay chiến đấu trên có được gửi đi kèm lệnh cấm sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga hay không, ông Stoltenberg lưu ý rằng quyết định đó tùy thuộc vào các đồng minh cung cấp máy bay. Theo người đứng đầu NATO, hiện có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Tại cuộc họp thường kỳ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine các đối tác của Ukraine báo cáo về những tiến bộ đạt được trong việc đào tạo phi công Ukraine và gửi máy bay chiến đấu phương Tây cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov cho biết sau cuộc gặp, mọi thứ đều đúng tiến độ trong khuôn khổ tất cả các thỏa thuận với các đối tác của Ukraine. Máy bay chiến đấu F-16 dự kiến sẽ đến Ukraine vào mùa xuân. Bà Natalia Halibarenko, trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO cho biết đây là thời hạn thực tế. Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo các máy bay chiến đấu có thể được giao đúng tiến độ và sẽ có ít nhất 24 máy bay. Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia đầu tiên cam kết gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine. Nhưng lưu ý, điều này sẽ diễn ra sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Na Uy và Bỉ cũng nói như vậy. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng sự xuất hiện của máy bay chiến đấu phương Tây ở Ukraine có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường, vì nga hiện có ưu thế hoàn toàn trên không tại các vùng lãnh thổ mà moscow kiểm soát